Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vừa qua, một trận lở đất đã xảy ra ở huyện Mù Ly, tỉnh Lương Sơn và một ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Vào tối ngày hôm thứ Bảy, tại hệ tầng Lu Yugu ở làng He Chongwan, thị trấn Kiawa, huyện Mù Ly, tỉnh Liang San đã xảy ra một trận lở đất do mưa lớn. Các công trình nước và trạm biến áp cung cấp điện cho huyện Mù Ly đã bị hư hỏng. Trận lở đất đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người trong quận, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày hôm đó, một trận mưa lớn đã ập xuống huyện Mù Ly, tỉnh Lương Sơn. Tại hệ tầng Lu Yugu của làng He Chongwan, thị trấn Kiawa, lượng mưa lớn gây ra lở đất và lũ quét dữ dội đã cuốn trôi cát, đất và đá từ đầu sông xuống. Do được sơ tán kịp thời nên thảm họa không gây thương vong. Có một trạm biến áp bên sông cung cấp điện cho hạt Mù Ly. Khi mưa lũ ập đến, một bức tường của trạm bị đổ sập, nước tràn vào trạm khiến một số thiết bị bị hư hỏng phải ngừng hoạt động. Đồng thời, mưa bão cũng làm hư hỏng các công trình thủy lợi. Từ tối ngày thứ Bảy, nước và điện đã bị cắt trên toàn thành phố Mù Ly County. Trước tình hình thiên tai xảy ra, huyện ủy Mù Ly và chính quyền huyện đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp. Đồng chí bí thư huyện ủy, hạt trưởng cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu hộ sớm nhất có thể. Một nhân viên của chính quyền quận Mù Ly nói với các phóng viên rằng để giải quyết vấn đề nước rút bắt đầu từ ngày hôm sau, ngày Chủ nhật, một con suối trên núi đã được rút ra từ trên núi và kết nối với thành phố thông qua một đường ống và 4 điểm cấp nước đã được thiết lập. Ngay cạnh chính quyền quận, một điểm cấp nước khẩn cấp tạm thời được hoạt động. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Mù Ly, chính quyền đã yêu cầu các sở công thương tổ chức cung ứng hàng hóa, nghiêm cấm các doanh nghiệp ép giá trái phép. Hiện tại, quận đang hoạt động tốt. Ngoại trừ sự cố mất điện hơi bất tiện, cuộc sống của cư dân được đảm bảo một cách hiệu quả. Những người dân làng bị ảnh hưởng bởi lở đất đã được tái định cư hợp lý bằng cách dựa vào người thân và bạn bè hoặc sống tại các khu tái định cư. Sau khi lở bùn xảy ra, công tác cứu hộ địa phương ngay lập tức bắt đầu. Ngày thứ Hai, máy xúc vào hiện trường để gia cố tường trạm biến áp. Nhân viên sửa chữa đã phá tường phía bên kia của trạm biến áp và chuẩn bị nạo vét chỗ đọng nước, nhưng lũ từ phía bên kia tràn vào, việc sửa chữa gặp khó khăn hơn. Rất may, các thiết bị chính của trạm biến áp không bị hư hỏng nên nhanh chóng được khôi phục. Vào ngày Chủ nhật, sau khi 4 máy xúc và 2 máy xúc do thành phố Pan Ji Hua tặng cho huyện Mù Ly, họ cũng ngay lập tức tham gia nạo vét sông. Khi nào nguồn nước và nguồn điện sẽ được khôi phục hiện vẫn chưa chắc chắn. Tại Zhenxiong, Vân Nam cũng xảy ra một vụ lở đất làm cho 18 người chết và 2 người bị thương và hơn 700 người được cứu nạn tại hiện trường. Xinhuanet cho biết, tính đến 14 giờ ngày 15 tháng 9, 18 người đã được cứu khỏi địa điểm sạt lở đất của dân làng Yao Yagu ở làng Gapo, thị trấn Guzhou, huyện Zhenxiong. Các nạn nhân và 2 người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện để cấp cứu. Tính đến 13 giờ, Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam đã cấp phát 50 lều, 200 áo khoác và 200 mền. Các phòng dân sự ở thành phố Triệu Đông và cấp quận cũng đã cấp phát 50 bộ đồ lót giữ nhiệt, 100 phần nước khoáng và các vật liệu khác. Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày hôm đó, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại nhóm dân làng Yao Yagu ở làng Gapo, thị trấn Kuhu, huyện Zhenxiong và hơn 10 ngôi nhà của dân làng đã bị chôn vùi. Thưa quý vị, hiện nay mực nước trên 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức nguy hiểm kể từ đầu mùa lũ, trong đó 33 sông lên cao kỷ lục, hơn 200 con sông bị vỡ đê gây ngập lụt nghiêm trọng, hơn nửa miền Nam Trung Quốc bị nhấn chìm. Đến ngày 15 tháng 9, có 70 trạm thủy văn trên toàn Trung Quốc trong tình trạng báo động. Hạ lưu Trường Giang đoạn qua Giám Lợi cho tới Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và Thái Hồ hiện ở trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực Hồ Bà Dương. Chiều cùng ngày, mực nước sông Trường Giang đoạn ở Nam Kinh ở phía đông tỉnh Giang Tô ở mức 10,1m, vượt mức báo động 1,4m. Mực nước tại trạm thủy văn Lu Sơn ở Hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây đã tăng lên 22,6m lúc sáng qua, phá vỡ kỷ lục 22,52m năm 1998 và cao hơn mức báo động 19m. Với 46 triệu dân, tỉnh Giang Tây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất những tuần qua khi sông Trường Giang có lượng mưa lớn nhất nhiều thập kỷ. Nhà chức trách dự báo sẽ có đợt mưa mới bắt đầu từ ngày 16 tháng 9.
Nhà chức trách Trung Quốc từ ngày 16 tháng 9 cảnh báo khả năng xảy ra lũ lớn ở các khu vực phía Bắc sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nơi ở miền Nam nước này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho rằng so với trước đây, lượng mưa năm nay dữ dội hơn và liên tục đổ xuống cùng một khu vực, gây áp lực đáng kể trong việc kiểm soát lũ lụt. Theo Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Diệp Kiến Xuân, một số khu vực phía Bắc Trung Quốc có thể sẽ hứng lượng mưa nhiều hơn bình thường khi khu vực này chuẩn bị bước vào mùa mưa. Thường từ cuối tháng trước tới đầu tháng này, cụ thể lũ lớn có thể xảy ra ở các lưu vực sông Tùng Hoa, Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cho biết đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, hệ thống kiểm soát lũ lớn nhất trên hệ thống sông Trường Giang đã giữ lại một nửa dòng chảy so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những lo lắng về khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp. Tân Hoa Xã ngày 15 tháng 9 dẫn thông tin từ quân đội Trung Quốc cho biết hơn 7.000 quân nhân từ lục quân được triển khai tới khu vực phía đông Trung Quốc để tham gia hoạt động phòng chống lũ và cứu hộ khẩn cấp. Theo thông tin của Ban Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc, lũ lụt trong năm nay đã khiến 27 tỉnh thành ở Trung Quốc bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh bị ảnh hưởng nặng nề. Mạng lưới truyền hình toàn quốc Trung Quốc CGTN thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết có 37,89 triệu người bị ảnh hưởng, 141 người chết và mất tích. Nhân viên cứu hộ đang trên đường vận chuyển người bị kẹt ở phía đông tỉnh Giang Tây và phà sơ tán người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở thành phố Kiểu Giang, tỉnh Giang Tây. Ngoài ra còn có khoảng 29.000 căn nhà bị đổ sập, hơn 2,2 triệu người ở 27 tỉnh thành phải sơ tán do lũ lụt. Lũ lụt đã làm hư hại hơn 510.700 ha hoa màu, thiệt hại kinh tế do hư hại tài sản ở các tỉnh lên tới 9 tỷ đô la Mỹ. Trong ngày 15 tháng 9, chính quyền Bắc Kinh cho biết đã dành tổng cộng 85,7 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiên tai trong 5 khu vực bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Tài chính nước này, 5 khu vực đó gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và khu vực Trùng Khánh. Quý vị thân mến, ác mộng lũ lụt lại một lần nữa trỗi dậy, gần 800 hồ chứa vượt cảnh báo lũ. Thị trấn Liulin ở huyện Suxian thuộc tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến tổng lượng mưa lên đến 503mm từ 21 giờ ngày 15 tháng 9 đến 9 giờ ngày 16 tháng 9, gây ra độ ngập úng trung bình là 3,5m. Hơn 8.000 người bị ảnh hưởng trong thị trấn và các nỗ lực cứu trợ cũng như cứu hộ đang được tiến hành. Mưa lớn gây lũ lụt cũng khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trước đó, 5 thành phố ở Hồ Bắc đã ban bố cảnh báo đỏ sau khi mưa xối xả làm mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố Tùy Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng có lượng mưa kỷ lục 400mm ngày 15 tháng 9. Theo hãng thông tấn CNS, có đến 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt mức cảnh báo lũ vào tối ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Tờ China Daily dẫn lời văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh cho biết, thời tiết cực đoan ở tỉnh Hồ Bắc đã khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 hectare đất trồng bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 108 triệu nhân dân tệ. Trung Quốc từng chứng kiến lũ lụt trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang dần trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tuần trước và lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước đã gây ra lũ lụt khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo rằng các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau, với các khu vực dọc sông Trường Giang có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, những chiếc xe ô tô hỏng và phủ đầy bùn đất nằm trong một bãi đậu xe ở thành phố Trịnh Châu đã cho thấy rõ sự khủng khiếp của trận lũ lụt tấn công Trung Quốc hồi tháng trước. Ông Ma Chao, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm của Hà Nam cho hay có ít nhất 238.000 phương tiện bị hư hỏng được gửi đến nghĩa địa ô tô ở ngoại ô Trịnh Châu. Chỉ trong 3 ngày, những trận mưa kỷ lục đã trút lượng nước bằng cả một năm xuống Trịnh Châu, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng. Hàng chục người đã chết vì bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm bị ngập nước, hầm đậu xe và đường hầm ở Trịnh Châu. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia CNCDR và Bộ Quản lý Khẩn cấp MM của Trung Quốc đã điều động một nhóm công tác đến những khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ cứu trợ. Trước đó một ngày, chính quyền Sơn Tây cũng thông báo lũ lụt làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 1,75 triệu người trên khắp 76 huyện của tỉnh này, trong đó có 120.000 người phải sơ tán giữa lúc hơn 17.000 căn nhà và 190.000 hectare hoa màu bị tàn phá.
theo truyền thông Trung Quốc, 59 trạm khí tượng quốc gia đã đo được lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục và 63 trạm đo được tổng lượng mưa cao chưa từng thấy trong giai đoạn kể trên. Nhánh sông Phần ở thành phố Hà Tân, phía tây nam tỉnh Sơn Tây đã hứng chịu trận lũ lớn nhất trong 57 năm trở lại đây vì mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn. Với lưu lượng sông Phần, một chi lưu lớn của sông Hoàng Hà chạm ngưỡng 900 mét khối trên giây, cao gấp 20 lần thông thường. Giới chức buộc phải dẫn nước đến một ngôi làng địa phương có diện tích gần 6.700 ha. Mọi cư dân trong khu vực đã được sơ tán và không có báo cáo thương vong, theo Tân Hoa xã. Trong khi đó, tại huyện Đại Lệ thuộc tỉnh Thiểm Tây lân cận, lũ lụt do mưa lớn kéo dài đã khiến 32.700 ha hoa màu bị phá hủy, hơn 18.000 người phải sơ tán và nhiều tuyến đường, cơ sở hạ tầng điện hư hỏng. Tính riêng năm nay, theo đài CGTN, sông Hoàng Hà đã có 3 đợt lũ với đợt lũ mùa thu đặc biệt dữ dội. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Wang Chunqing, một quan chức cấp cao của Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Trung Quốc khẳng định nguyên nhân là các luồng khí nóng và lạnh liên tục gặp nhau ở trung lưu sông Hoàng Hà, tạo ra đợt mưa mùa thu bất thường. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.